Bảo vệ bé gái. Anh có sao không? Không sao. Con bé không sao chứ? Anh Thu, không sao chứ? Con tìm anh ta đi. Dạ, dạ. Tổ 2 báo cáo, tổ 2 báo cáo, nghi phạm đang mất tích, yêu cầu lặn xuống biển tìm kiếm. Có sao không? Tình huống đó, cả con nít cũng không tha. Anh ta đáng bị bắn chết. Con bé vào phòng cấp cứu 2 tiếng rồi, sao chưa có tin tức gì hết? Chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng không thể cứu được. Xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm cho. Cầu cầu, cầu cầu à, ba mẹ con đã tới một nơi rất xa, một thời gian nữa mới về hả? Đừng khóc, lát nữa theo chú về nhà hả? Về nhà với chú đi. Thôi được rồi, đừng khóc nữa mà, về nhà với chú đi con. Anh Thu, anh mau đi băng bó vết thương của anh đi. Tôi không sao. Bác sĩ, sao rồi? Cháu bé không có bị gì hết, chỉ hơi hoảng sợ thôi. Nhưng mà bây giờ cháu đang mắc bệnh ung thư máu, bệnh tình không có được lạc quan. Nếu như có điều kiện, tốt nhất nên phẫu thuật ghép tủy, như vậy cơ hội khỏi bệnh sẽ lớn hơn. Một lát nữa cô đưa cháu vào phòng hồi sức nha. Dạ, cảm ơn. Dì à, dì nghe lời con, ăn cháo đi ha. Ăn một chút cũng được. Dì nữ nữ, chị sức khỏe của dì ăn một chút có được không? Dễ không ăn không uống rồi gặp cháu gái của mình. Dì à, nữ nữ không sao, nữ nữ chỉ hoảng sợ thôi. Tụi con đã nói bác sĩ đưa nữ nữ vào phòng hồi sức để bác sĩ khám cho nó. Tôi muốn gặp nó. Cho bác sĩ khám cái đã. Bác sĩ khám xong dì có thể gặp nữ nữ. Ừ. Con trai của tôi đâu? Con trai tôi tiểu tụng đâu? Nó đâu rồi? Cậu ấy có lẽ mấy ngày nữa sẽ tới thăm dì. Con trai tôi tiểu tụng có phải phạm tội gì hay không? Cậu ấy có liên quan một số chuyện. Dì có biết bây giờ cậu ấy ở đâu không? Tôi không biết. Bản tính nó không xấu, nó không phải là người xấu. Từ nhỏ nó đã rất nhát gan. Ở trong làng mấy đứa nhỏ đánh nó cũng không đánh trả. Chắc chắn mấy kẻ xấu đó đã hãm hại nó. Cậu ấy có nói gì với dì không? Chẳng hạn như bình thường cậu ấy hay qua lại với người nào, hay là làm chuyện gì? Nó không chịu nói gì hết. Nó sợ tôi lo lắng. Nhưng mà sau chuyện hôm nay, tôi biết nó đã gây ra chuyện lớn rồi. Dì à, dì đừng xúc động quá. Dì nhớ lại thử coi, hôm nay ngoài đường ông trên tàu, dì còn nhìn thấy người nào khác không? Có. Chúng tôi bị bắt cóc 2 lần. Lần đầu tiên là 2 người phụ nữ, còn lần này là 1 nam 1 nữ. 2 lần. Dì có nhớ 2 người họ mặt mũi thế nào hay không? Chúng tôi đã bị bịt mắt, không nhìn thấy gì hết. Con trai tôi nó không phải người xấu, cô nhất định phải tin tôi. Họ đã hại gia đình của tôi. Chuyện này tụi con sẽ điều tra rõ ràng. Dì yên tâm đi, dì và cháu của dì ở đây rất là an toàn. Con trai tôi thì sao? Con trai tôi ở đâu? Cậu bảo vệ nó được không? Dì à, tụi con làm được. Nhưng mà dì phải giữ gìn sức khỏe của mình. Tụi con sẽ cử người bảo vệ dì và cháu dì, sẽ không để những kẻ xấu xa hại 2 bà cháu. 2 bà cháu không cần sống nay đây mai đó nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Cô cậu đúng là ân nhân của gia đình tôi. Dì đừng nói vậy mà, dì ăn chút cháo đi. Tôi ăn không nổi. Dì à, dì phải dì nữ nữ, dì ráng ăn một chút cháo
Nếu như dì cũng bị bệnh, ai chăm sóc nữ nữ đây? Dì ăn nha. Đây, đây nè. Đúng rồi. Nè, sau này bị thương phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện để băng bó. Nếu để vết thương nhiễm trùng không dễ điều trị đâu. Biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Còn đau không? Không đau, vết thương nhỏ mà. Tôi thấy không băng bó cũng được. Hôm nay chúng ta cứu được nữ nữ đều nhờ anh. Tôi rất khâm phục anh. Trí tuệ, dũng cảm, không chịu khuất phục. Sao vậy? Tôi nói vậy nghe nổi da gà hả? Nếu lời này người khác nói, tôi có thể nghe được. Còn cô nói hơi ghê đó. Lăng Tiểu Tùng liên lạc với chúng ta hay chưa? Tạm thời vẫn chưa. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy biết người nhà cô ấy đang ở bệnh viện này. Cô ấy sẽ tới đây. Tôi không lạc quan như anh. Tôi không tin cô ấy to gan tới nỗi dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Bởi vì cô ấy hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Thứ nhất, pháp luật truy cứu cô ấy. Thứ hai, những người khác đe dọa tính mạng cô ấy. Hai điều này sẽ làm cho cô ấy cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà từ việc cô ấy gọi cho chúng ta cho thấy, chắc chắn cô ấy hiểu ý nghĩa câu quay đầu là bờ. Mong là vậy. Hy vọng chuyện hôm nay làm cho cô ấy hiểu, chúng ta mới đem lại an toàn cho cô ấy. Tôi dám khẳng định, chắc chắn cô ấy tới bệnh viện. Tại sao vậy? Vì cô ấy quan tâm mẹ và con gái. Sao cục an ninh tới nhanh vậy? Tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết. Có phải cậu ta đang là gián điệp của cục an ninh không? Đừng có nói quá như vậy. Cậu ta chỉ nhờ cục an ninh giúp đỡ. Họ không thể hợp tác với nhau. Nếu cậu ta là gián điệp của cục an ninh, sớm muộn cậu ta cũng bán đứng hai chúng ta. Đúng vậy. Đây cũng là chuyện tôi muốn nói anh nghe. Anh phải giết ngay Lăng Tiểu Tùng bằng cách nào cũng được. Có thể tìm được cậu ấy không? Trong điện thoại của cậu ấy tôi có lắp đặt hệ thống định vị, không biết còn dùng được hay không. Tiền Thủ Thành, không được thất bại nữa đâu. Lần này mạng của chúng ta đều nằm trong tay của anh đó. Tôi xin lỗi. Tôi xin anh đó. Cứ yên tâm đi. Trước giờ Lăng Tiểu Tùng đâu có biết anh và em. Em giám sát Tiền Thủ Thành thật chặt là được. Nếu như anh ta thất bại nữa, chúng ta sẽ giết hai người. Bệnh viện. Alo. Mẹ hả? Chưa ngủ nữa sao? Chưa ngủ. Ai gọi điện đó? Hả? Hả? Cậu cậu con trai ông đó. Ôi trời ơi, cậu cậu hả? Đưa điện thoại. Tôi muốn nói chuyện gì đó. Cầm đi. Cậu cậu à? À, nè. Khuya lắm rồi con vẫn còn làm việc sao? Dạ không. Con ở ký túc xá. Không có chuyện gì, gọi điện hỏi thăm sức khỏe ba mẹ một chút thôi. Con vẫn khỏe chứ?
vẫn khỏe. Bữa nào con về nhà uống rượu với ba nha. Nhớ lời con đó nghe. Ngày mai ba sẽ chuẩn bị sẵn rượu. Bữa nào con về, cha con mình sẽ uống vài ly. Ngoài uống rượu không có biết làm gì hết. Đừng có ồn ào nữa. Để tôi nói chuyện với con trai vài câu. Coi kìa. Dành điện thoại với tôi. Ba đó, tôi nói ba nghe. Cả ngày ba nói nhiều, mệt lắm rồi. Buổi tối cho miệng nghỉ ngơi chút đi. Ông chờ đó. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không nói ông nghe lời nào cho ông chán chết. Ba nói chuyện với mẹ con. Ba nói ít lại đi. Chúng ta là đàn ông, ba phải nhường nhịn mẹ chứ. Ba biết rồi, ba nhường mẹ con, ba sẽ nhường bà. Đưa điện thoại cho tôi. Cậu à, mẹ nói con nghe nè. Chuyện uống rượu mẹ không có phản đối, nhưng bây giờ sức khỏe của ba con không như ngày xưa, có phải không? Nếu con và ba con uống rượu, lỡ như có chuyện gì, con nghĩ mẹ có thấy buồn hay không? Mẹ buồn dữ lắm. Bà đe dọa cha con tôi phải không? Ông tưởng tôi là con nít hay sao? Cậu mẹ nói con nghe. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình hả? Đừng có tức khuya ra con. Biết chưa con? Tối giờ ăn cơm thì phải đi ăn cơm. Nếu cảm thấy mệt thì phải đi bệnh viện khám sức khỏe. Mấy ngày trước mẹ đọc báo, báo có chiếc một tiến sĩ. Được rồi. Hiếm khi nó được nghỉ làm, bà để cho nó nghỉ ngơi đi. Ông đừng cố tắt tôi, chưa có nói xong. Cậu à, con nhớ những lời mẹ nói với con nghe. Con nghe rõ không? Không được thức khuya, giữ gìn sức khỏe. Chuyện sáng nay mẹ nói con nghe, con không được quên đó. Hả? Nghe rõ chưa con? Mẹ yên tâm đi, con đã nhớ rồi. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Mẹ và ba đi ngủ sớm đi. Tạm biệt. Ngủ ngon nha con. Người ta tắt rồi mà. Nghe tôi hỏi đi, sáng nay bà gọi điện cho cậu hả? Đúng rồi đó. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, ban ngày là không được gọi điện cho cậu. Sao vậy? Tôi có việc gấp chứ bộ. Bà có việc gấp gì hả? Công việc con trai chúng ta rất đặc biệt, làm cha mẹ chúng ta phải thông cảm cho nó. Không có lần sau. Kể từ bây giờ không được gọi điện cho cậu nữa. Tôi biết rồi. Không gọi điện cho cậu không ảnh hưởng tới công việc của nó. Bà gọi điện cho cậu nói gì vậy? Hỏi làm gì? Chuyện hai mẹ con tôi ông biết làm gì? Ôi trời. Đi. Nè, ăn khuya không? Hôm nay Mễ tiểu nhiễm đãi, chúng ta đừng có khách sáo nha. Thật sao? Phải ăn món đắt tiền. Thật đó, tôi sẽ đãi. Gia Nguyên trả tiền. Trời ơi, vậy tôi ăn tô mì bò lớn, thêm nhiều thịt bò. Vậy mới là anh em chứ, cho anh thêm trứng gà nữa. Cho anh ăn bể bụng luôn. Đi thôi, đi nhanh rồi về nhanh. Đi. Bệnh viện thành phố Cam Sơn, khu điều trị. Mấy lối ra vào này phải chú ý cho tôi. Phòng hồi sức phải luôn có người. Sao có một mình cậu gì? Dạ, Tiểu Nhiễm và Giang Nguyên ra ngoài mua đồ ăn. Kêu hỏi gì nhanh đi. Cậu canh gác đi, tôi đi rửa mặt. Dạ, tôi biết rồi. Mời vào. Cảm ơn. Một cô gái xinh đẹp sắp trở thành người đàn ông nhất nhát.
tự nguyện. Đại Tân, mọi thứ bình thường chứ? Bình thường. Hồi nãy có một cô y tá vào thay bình nước, giờ đã khỏi rồi. Ừ, bây giờ đã 3 giờ kém rồi. Anh nghĩ hôm nay Lăng Tiểu Tùng có tới đây không? Thời gian tôi không dám chắc chắn, nhưng mà cô ấy sẽ tới. Tôi không thể hiểu nổi. Chúng ta đã thực hiện lời hứa cứu người nhà của cậu ấy, tại sao cậu ấy không liên lạc với chúng ta? Chắc là cô ấy có lý do của mình. Ít ra bây giờ chúng ta đã biết Lăng Tiểu Tùng không phải là kẻ cầm đầu. Cậu ấy đã bị lợi dụng và bị bán đứng. Tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng nghĩ cách làm cho cậu ấy tin chúng ta hơn. Anh Thu, anh lại lạm dụng lòng thương hại à? Cẩn thận đó. Chúng ta đã quyết định hợp tác với Lăng Tiểu Tùng thì phải làm cho cậu ấy tin tưởng. Cậu ấy không tới, chứng tỏ chưa tin tưởng chúng ta. Phải, những chuyện cậu ấy đã làm cho thấy cậu ấy vẫn chưa tin tưởng chúng ta. Có lẽ cậu ấy cần một chút thời gian. Sáng nay có gì lâu công tìm được bộ đội y tá này trong nhà vệ sinh đó? Lăng Tiểu Tùng đã vào bệnh viện. Đại Tân, tối qua mọi thứ bình thường chứ? Mọi thứ bình thường. Tối hôm qua có một cô y tá vào thay bình nước, mấy phút sau thì đã đi ra. Tôi đi điều tra. Canh gác đi. Dạ. Cô cho tôi hỏi, cô là y tá tối qua đi trực phải không? Dạ phải rồi. Làm phiền cô xác nhận thử giùm tôi, bộ đồ này có phải là của cô không? Không phải. Vậy thì tối qua cô có vào phòng 403 thay bình nước không? Không có, chúng tôi có sổ ghi chép trực ban đó. Cảm ơn. Xuất đoạn phim của camera ở hành lang và của camera ở cửa chính. Được rồi. Tôi muốn biết Lăng Tiểu Tùng đã vào bệnh viện hồi nào và ra khỏi bệnh viện hồi nào. Gửi qua rồi. Nữ nữ đâu? Nó ra khỏi phòng hồi sức chưa? Vẫn chưa. Con trai của dì tối qua tới đây thăm dì không phải không? Đúng vậy. Kể cho con nghe chuyện xảy ra tối qua có được không? Con trai của dì đã nói những chuyện gì? Mẹ. Mẹ. Tiểu Tùng. Nữ nữ đâu? Ở phòng hồi sức đó. Có bị thương không? Không có, nó chỉ bị hoảng sợ thôi. Vậy con yên tâm rồi. Mẹ à, con không thể ở lại được. Con đi nha. Tiểu Tùng, con mau đi đọc thú đi. Chỉ cần thái độ tốt, họ sẽ xử nhẹ cho con. Làm chuyện sai không sao, con phải biết sửa sai quay đầu làm ơn. Con có lỗi với mẹ và nữ nữ, con sai rồi. Tiểu Tùng à, con không được để mẹ mất con trai, nữ nữ bị mất ba. Mẹ nghe con nói, ngày mai con sẽ đi đầu thú, con hứa với mẹ. Nhưng mà trước khi con đầu thú, con phải làm một chuyện rất quan trọng. Tiểu Tùng, Tiểu Tùng. Cậu ấy không nói cậu ấy đi đâu hay sao? Không có. Hôm nay Tiểu Tùng chắc chắn sẽ đi đầu thú. Cậu phải tin tưởng nó. Dì đừng có xúc động. Đừng xúc động mà. Nữ nữ ra khỏi phòng hồi sức, tôi đi thăm nó có được không?
Tôi rất mong khi nó tỉnh lại, người đầu tiên nó thấy là bà của nó. Lăng Tiểu Tục đã tìm được hắn rồi. Ờ được, bảo vệ của chung cư Ốc Cương mới gọi cho tôi. Anh ta nhìn thấy Lăng Tiểu Tục vào chung cư. Đi. À, anh Thu, anh nghĩ Lăng Tiểu Tục vào chung cư Ốc Cương để làm gì? Chắc là về nhà để lấy đồ. Nhà của Lăng Tiểu Tục đã bị chúng ta lục soát rất kỹ, không có cái gì hết mà. Có lẽ chúng ta bỏ sót gì rồi. Như vậy là sao? Không thể di chuyển. Mẹ Tiểu Nhiễm, kiểm tra tình hình. Ừ. Phía trước có tai nạn. Từ đây tới chung cư Ốc Cư bao xa? Chưa tới 5 km. Đi đường tắt đi. Dạ rõ. Con thích không? Con biết đây là gì không? Là lật đật. Đây không phải là lật đật bình thường. Nó có nhạc nữa đó. Con nhìn đi. À đậu đậu à, con thích không? Nếu con thích mẹ sẽ mua cho con. Dạ. Mấy tuổi rồi? 6 tuổi rồi. Bằng tuổi con gái tôi. Con gái cậu cũng học tiểu học hả? Phải. Khi con gái của tôi còn nhỏ, chưa biết đi, tôi muốn nó lớn thật nhanh. Khi nó lớn đi học rồi, có rất nhiều chuyện khiến tôi phải lo nghĩ đó. Đi nhờ. Ờ. Cậu có sao không? Cậu bị thương vậy à? Thật ra anh ta là ai vậy? Sao muốn giết cậu? Sao cả chúng tôi cũng muốn giết vậy? Bởi vì chị đã thấy mặt anh ta, cho nên anh ta không tha cho chị. Hả? Giúp tôi chuyện này được không? Đưa cho người của Cục An ninh. Phải nhớ, Cục An ninh quốc gia. Nếu không đưa được thì hãy ném nó xuống biển, nhớ chưa? Không được để cho bất kỳ ai có được nó, hiểu chưa? Còn nữa, đây là quà sinh nhật tôi mua tặng cho con gái, đưa nó giùm cho tôi. Nói với nó, bà rất yêu nó. Con đừng sợ.
Đừng lên tiếng, đừng kêu nữa con, đừng kêu nữa. Có người nổ súng. Chạy về hướng nào? Mấy người họ chạy về hướng hẻm hồ động. Mau chạy. Chạy đi. Mọi người, bên này có một người. Chạy đi con. Lạc Tiểu Tùng, cậu ấy kêu tôi đưa cái này cho hai người nè. Cậu ấy có nói gì không? Cậu ấy nói nhất định phải đưa cho người của cục an ninh, nếu không đưa được thì phải ném xuống biển, không được để người khác có nó. Đó là đồ chơi cậu ấy tặng cho con gái. Cậu ấy kêu tôi nói với con gái cậu ấy, nói là ba rất yêu con. Dì phải mạnh mẽ. Con đường phía trước còn rất dài. Tôi phải sống vì nữ nữ. Cố gắng mà sống. Phải. Dì phải sống vì nữ nữ. Và sống vì bản thân dì. Con bé nữ nữ, số nó khổ quá. Mới mấy tuổi đầu đã gánh chịu rất nhiều tai ương rồi, gặp phải rất nhiều khó khăn. Vừa sinh ra đã bị bệnh nặng. Khi biết nó bị bệnh, mẹ nó đã nhẫn tâm bỏ nó ra đi. Bây giờ ba của nó lại... Nữ nữ sẽ hết bệnh mà.
bác sĩ kiến nghị nên phẫu thuật ghép tủy. Dì tìm mẹ ruột của nữ nữ chưa? Tìm rồi, đã tìm mấy năm nay nhưng mà không tìm được. Bà già như tôi đây, nếu như vẫn còn thơ được, chắc chắn sẽ chăm sóc cho nữ nữ thật tốt. Dì à, tụi con sẽ giúp đỡ dì. Vậy đi, lát nữa con để lại số điện thoại của con cho dì, nếu có chuyện gì dì hãy gọi cho con. Dì đừng buồn nữa, sau này tụi con sẽ chăm sóc nữ nữ với dì. Được. Nhìn nè, nó không bao giờ ngã được, luôn phát nhạc. Nữ nữ, không phải là con rất thích búp bê lực đực phát nhạc hay sao? Nè, con cầm nó đi, được không? Bà con nói không được tùy tiện lấy đồ của người khác. Hơn nữa, ba con cũng đã mua cho con búp bê y chang búp bê này. Con đã có rồi, không cần nữa. Đây chính là... Đây là loại ba con mua cho con, phải không vậy? Ba con đã gửi cho con hình chụp giống y chang con lật đật này mà cũng giống luôn. Nữ nữ, nghe dì hỏi nè, bây giờ con và bạn ấy đều thích búp bê lật đật, giữa hai đứa con có phải là bạn thân không? Đây là kẹo của mình chia cho bạn ăn. Cảm ơn. Nữ nữ, nữ nữ. Bà ơi. Không sao rồi, bà trở về rồi. Bà về rồi đây. Ba con đi công tác. Lần này đi công tác có lẽ lâu lắm mới về. Bao lâu? Rất lâu. Khi con 7 tuổi ba con có về được không? Được chứ. Ba gạt con, không cho con búp bê lật đật đã đi rồi. Khi nào ba về bà sẽ la ba. Lần sau ba về ba sẽ tặng lật đật cho con. Tặng hai con búp bê lật đật hát hai bài hát khác nhau. Em là trai táo nhỏ của anh. Ồ, xin chào anh chị, cho hỏi anh chị định mua gì? Anh à, có lật đật phát nhạc không? Lật đật hả? Không có. Đây không phải là lật đật sao? Cái này hả? Tôi không bán được đâu. Tại sao vậy? Cái này có một khách hàng, cậu ấy mua mấy lần rồi. Con lật đật này, hàng tôi đặt riêng cho cậu ấy đó. Khách hàng của tôi mua cho con gái 6 tuổi làm quà tặng sinh nhật. Nếu bán cho hai người, con bé sẽ thất vọng lắm. Xin lỗi nha, tôi không thể bán được đâu. Em là trái táo nhỏ của anh, yêu em bao nhiêu cũng không đủ. Khuôn mặt em ứng hồng. Chúng ta có thể làm được gì cho nữ nữ không? Cô nghĩ sao? Chắc là cũng giống như anh nghĩ. Mẹ Tiểu Nhiễm, tìm thông tin vợ cũ của Lăng Tiểu Tùng. Có tiến bộ, suy nghĩ gần giống tôi đó. Thôi đi, Lăng Tiểu Tùng phạm tội, nhưng nữ nữ là người vô tội. Chúng ta phải đem lại hy vọng, cơ hội cho nữ nữ. Không đo được huyết áp rồi, tim ngừng đập rồi. Đây là tin tức mới nhất. Đội trưởng Hàm, anh Thu. Chào dì. Xảy ra chuyện gì vậy? Dì à, sao vậy? Nữ nữ tự nhiên hôn mê. Bác sĩ nói chỉ có phẫu thuật ghép tủy mới cứu được nữ nữ. Hơn nữa người có tủy thích hợp nhất có thể hiến cho nữ nữ chỉ có mẹ ruột của nó. Nhưng mà tôi đã tìm tất cả những người tôi quen biết, tới những nơi mẹ nó có thể tới, chứ không thể tìm được mẹ nó. Cậu xin cô cậu cứu con bé nữ nữ đáng thương tội nghiệp với. Dì à, dì yên tâm, tụi con chắc chắn nhanh chóng nghĩ cách tìm được mẹ của nữ nữ. Mạng sống của nữ nữ nhờ vào cô cậu. Tôi quỳ xuống xin cô cậu. Dì à, dì à, đi làm việc ta. Sắp xếp công việc xong rồi hả? Tôi giao việc cho Tiểu Nhiễm và Tiêu Vệ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua là mỗi giây mỗi phút nữ nữ gặp nguy hiểm. Bệnh của nữ nữ chuyển biến xấu, không biết gượng được bao lâu. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được mẹ nữ nữ. Mẹ của nữ nữ tên là Lý Quế Cầm, chưa lấy chồng lần hai, làm việc ở Thâm Quyến 2 năm. Ba mẹ cô ta đã qua đời. Sau khi mẹ cô ta qua đời, cô ta đã về quê bán nhà của ba mẹ. Sau đó không có ai gặp lại cô ta. Nhưng mà theo thông tin của cảnh sát,
cô dạy dưỡng của cô ta làm việc ở Cam Sơn. Nhưng bà nội Nữ Nữ nói đã đi gặp cô dưỡng của cô ta rồi, nhưng vẫn không hỏi được tin tức. Bà con họ hàng ở Cam Sơn của cô ta cũng chỉ có cô và dưỡng thôi. Tôi nghĩ ít nhiều gì thì họ cũng biết một vài tin tức của cô ta. Ý của anh là cô và dưỡng của Lý Quế Cầm cố ý giấu chuyện gì đó? Không loại trừ khả năng này. Có lẽ là nhà này. Ai đó? Lý Quế Cầm có nhà không? Lý Quế Cầm không có ở đây. Hai người là ai vậy? À, chúng tôi là bạn của cô ấy. Vào nhà nói vài câu được không? À, được. Mời vào nhà. Mời uống nước. Được. Cảm ơn. Cảm ơn. À, không có gì, không có gì. Ông bà là cô và dưỡng của Lý Quế Cầm. Phải. Lý Quế Cầm nó không có ở đây. Chúng tôi cũng không biết nó ở đâu nữa. Cô cậu tìm Quế Cầm có chuyện gì? À, chúng tôi tìm cô ấy vì chuyện của con gái cô ấy. Mấy ngày trước bà nội của Nữ Nữ cũng tới tìm Lý Quế Cầm, nói là dạo này sức khỏe của Nữ Nữ không tốt lắm, phải không? Phải. Bây giờ Lý Quế Cầm là người duy nhất có thể cứu sống Nữ Nữ, cho nên chúng tôi muốn tìm cô ấy. Còn bé Lý Quế Cầm nó độc ác quá mà. Nếu không thích có con thì đừng có sinh con. Nhớ ngày xưa khi nó biết con gái nó bị bệnh, nó đã bỏ rơi con, ly hôn chồng nó Lăng Tiểu Tùng. Từ lúc đó tới giờ đã mấy năm rồi, không biết nó có về thăm con nó hay không nữa. Nè, ông nghĩ con bé đó nó đã đi đâu vậy chứ? Tôi có nghe nói mẹ của Lý Quế Cầm vừa mới qua đời. Cô ấy không về lo đám hay sao? Có về chứ, có về mà. Hơn nữa, nó đã bán nhà của ba mẹ nó, không chào hỏi chúng tôi một tiếng, lặng lẽ mà đi. Bà biết cô ấy đi đâu không? Tôi không biết. Thật tình chúng tôi không biết Quế Cầm đã đi đâu, cũng không liên lạc với nó. Hay là hai người tới chỗ khác tìm thử đi ha. Được. Vậy chúng tôi xin phép về làm việc. Được. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh có cảm thấy là họ có vấn đề không? Rất nhiều vấn đề. Vừa vào nhà chúng ta chưa bắt đầu hỏi, họ đã chủ động nói Lý Quế Cầm không liên lạc với họ. Rõ ràng là họ muốn che giấu điều gì đó. Tôi phát hiện dưỡng của Lý Quế Cầm cứ nhìn chăm chú đồng hồ trên tường, hình như đang chờ người nào đó. Hơn nữa ông ta sợ chúng ta gặp người đó. Nếu tôi đoán không sai, rất có thể người đó là Lý Quế Cầm. Cô có thấy ở trong nhà có đồ của trẻ sơ sinh hay không? Tôi thấy rồi. Từ kích cỡ bộ đồ cho thấy là đồ dành cho trẻ sắp vào đời. Nhưng con của cô dưỡng cô ta nghe người ta nói đang đi học, không thể nào có con. Có lẽ Lý Quế Cầm đang mang thai. Không thể nào. Trong lý lịch của Lý Quế Cầm rõ ràng viết cô ta chưa tái hôn. Có lẽ là có uẩn khúc. Vậy ý của anh là bởi vì bây giờ Lý Quế Cầm đang mang thai cho nên không chịu ra gặp mặt ai? Cô ta sợ phẫu thuật ghép tủy sẽ làm hại đứa bé trong bụng. Không. Thật ra Lý Quế Cầm không biết Nữ Nữ đang bị ung thư. Có lẽ cô và dưỡng cô ta đã cố ý che giấu sự thật. Hơn nữa Lý Quế Cầm cũng không biết bà nội của Nữ Nữ tìm cô ta. Sao anh chắc chắn dữ vậy? Mẹ không bao giờ bỏ rơi con của mình. Anh đừng quên, cô ta đã bỏ Nữ Nữ một lần. Chính vì Nữ Nữ vừa sinh ra đã bị bệnh nên cô ta mới bỏ Lăng Tiểu Tùng. Cô ta là một người mẹ vô trách nhiệm. Mẹ rất thương con. Nếu như một người mẹ không có uẩn khúc gì, chắc chắn không bao giờ bỏ rơi con của mình. Chúng ta đứng chờ ở đây. Tôi tin Lý Quế Cầm đang ở chung nhà với cô Dương. Hơn nữa cô ta sắp về rồi. Đi. Cuối cùng Lăng Tiểu Tùng cũng chết. Vivi à,
Anh nói em nghe câu này, nếu sai một ly sẽ đi một dặm. Sau này phải nhớ, sai lầm sơ đẳng này không được phạm nữa. Ừ. Nhưng mà địa cứng chứa dữ liệu của chúng ta bây giờ rơi vào tay cục an ninh, coi như chúng ta đã phí công vô ích. Rơi vào tay của cục an ninh giống như trả về chủ cũ, tốt hơn là rơi vào tay tập đoàn hay hoặc là người khác. Nhưng mà cố gắng trước đây của chúng ta đã đổ sông đổ biển rồi. Được rồi, được rồi. Giữ rừng xanh, lo gì không có củi đốt, yên tâm đi. Nhưng bây giờ muốn lấy lại ổ cứng từ trong tay của cục an ninh có phải rất mạo hiểm hay không? Sao em lo lắng nhiều vậy? Đời người vốn là sự mạo hiểm. Nếu không dám mạo hiểm mới là rủi ro lớn nhất của đời người. Anh nói cũng phải. Trong trung tâm nghiên cứu 301 có người của chúng ta, muốn lấy lại ổ cứng chứa dữ liệu dễ như trở bàn tay. Đủ rồi, đừng có vui mừng quá sớm. Bây giờ tập đoàn S đã bắt đầu nôn nóng rồi, phải lấy được trong thời gian ngắn nhất. Vậy khi nào chúng ta càng sẽ hành động? Càng tốt đó. Ừ. Tối nay là sinh nhật của Trương Tây Dương, anh phải tham dự. Đi chuẩn bị hai món quà cho anh. Được. Tôi thấy hai người đó rất kỳ lạ. Hình như bà nội nữ nữ kêu họ tới đây. Oh,